Tiếp theo video ngày hôm qua nha, chúc mọi người ngày mới thật nhiều sức khỏe và thành công nha. Đó, hôm nay mình sẽ review đến bánh tráng nước dừa đấy. Hôm qua mình sẽ review bánh tráng mè rồi. Cái này đặc sản Bình Định nha. Quả dừa đấy, nhìn cơm nhìn thấy ngon này. Là sản phẩm đã đạt giải thưởng hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia nha. Đó là kiểu như hàng của tại gia đình á. Cái loại là CCD77, còn cái loại hôm qua là mè là M4 nha. Đó, cái này được làm nhiều gia vị hơn này, gạo này, bột mì này, nước cốt dừa, mè, muối, hành tím, tỏi, tiêu, ớt này. Đó, còn hôm qua chỉ có gạo này, bột mì, nó lại muối thôi nha. Hạn sử dụng cũng chỉ là 3 tháng giống hôm qua thôi nha. Bóc ra nha. Đó, cái này thì được có 3 cái à. Cũng bị bể nha. Đó, mời một miếng nha. Cái này thơm mùi tỏi lắm nha. Với hành. Ăn vô độ giòn này, độ thơm của tỏi, là nước cốt dừa, béo nha, ngậy ngon. Cho người xem này, cái mè với cái này làm dày hơn này, đó, độ bóng bóng hơn này, cũng có chút mè này, còn cái đặc sản qua là nhiều mè, là có chút mè. Mình hấp trong hai loại. Thế ăn loại này nó sẽ ngon hơn nha. Còn loại mè cũng có đặc trưng riêng, cũng ngon. Nên mình thấy loại quả nước cốt dừa này sẽ ngon hơn nha. Thứ nhất là giòn cũng giống nhau này. Thứ hai mè cũng có mè, cái này chỉ là nhiều mè thôi. Cái này dày hơn này. Tại vì có nước cốt dừa ấy, thì nó sẽ tạo vị béo ngậy hơn này, thơm hơn này. Rồi có hành tỏi phi đồ đây á, nó làm cho bánh tráng ngon hơn nha. Cái này mặn hơn nè, cái này ăn thêm về ngọt nha. Mọi người có thể cân nhắc khi ăn, nhưng mà mình thì thích loại này hơn nha. Cảm ơn mọi người đã yêu quý xem hết video mình nha. Mọi người nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình cho mọi người cho nghe tiếp theo nha.